thế giới báo chí dạo gần đây, cụ thể trong vòng nửa năm đầu 2023 và trong 2022 trước đó, luôn giật những tích báo rất khủng vì trí tuệ nhân tạo AI. Lợi dụng tâm lý thích phim kinh dị và các trò chơi mạo hiểm được cài sẵn trong đầu óc của con người, các nhà báo cài cắm clickbait vào AI như thể chúng ta sắp bị tiêu diệt đến nơi rồi. Viễn cảnh những con Sentinel biết bay có khả năng tiêu diệt sạch bách loài người và chỉ có những con người biến dị mới cứu được thế giới bằng cách quay ngược thời gian, cứ như thể sắp diễn ra tới nơi. Điều thú vị là không ít người thực sự nghiêm túc coi những mối nguy này là đáng chú ý và cho rằng chúng ta nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay từ bây giờ cũng đã là vừa. Dĩ nhiên, mỗi người sẽ có một góc nhìn riêng về trí tuệ nhân tạo hay công nghệ người máy và video cũng sẽ không tập trung xoáy sâu vào chủ đề đó. Thay vì thế, chúng mình sẽ đưa ra một góc nhìn có thể khá mới lạ về con người cho các bạn. Đó là, theo một cách nhìn nào đó, cơ thể con người cũng có thể được xem là một cỗ máy. Bạn không tin ư? Vậy hãy cùng tìm hiểu qua bài viết "Chúng ta là một cỗ máy siêu tinh vi và vô cùng quá dị" của tác giả Thương được đăng trên website của Spyroom nhé. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Okay, tạm thời chúng ta sẽ không bàn tới việc AI sẽ hủy diệt con người theo cách nào, bởi vì có khi chính con người sẽ tự hủy diệt chính mình mất, nếu với cái tốc độ và tần suất ra những quyết định vô lý như hiện nay. Thực tế thì, việc tạo ra được các Sentinels bay lượn vù vù trong không trung là một chuyện mà tôi khá chắc là không thể nào xảy ra trong thời gian gần. Lý do ư? Bởi vì mô phỏng chuyển động, hay nói cụ thể hơn, phiên dịch các cảm giác sensory, sau đó xử lý thông tin rồi ra lệnh cho vận động motor là một việc cực kỳ phức tạp, hay nói đơn giản hơn, để mô phỏng chính xác cơ thể và chuyển động của con người là một việc vô cùng khó khăn. Cấu tạo cơ thể của chúng ta là một điều kỳ diệu tới mức có khi chỉ đấng siêu nhiên sống trong không gian 5 chiều mới có thể tạo ra. Có một câu nói đã gây ấn tượng mạnh với tôi khi bắt đầu học môn Medical Neuroscience. Chúng ta được điều khiển bởi một thứ vừa mù, vừa điếc, vừa bị nhốt trong một căn phòng kín mít tối tăm và mãi mãi tĩnh mịch, đó là bộ não. Thực ra, chính xác thì còn nhờ cả tủy sống nữa. Trong một cơ số lớn các phản xạ không kịp về não như co tay lại khi chạm phải bề mặt nóng. Nhưng cứ nói như thế, để tăng tính hấp dẫn của vấn đề đi vậy, chắc các bạn cũng không phản đối. Cả cơ thể của chúng ta hoạt động thông qua cơ chế truyền điện giữa các tế bào. Các tế bào trong não thì được gọi là neuron. Gần như tất cả mọi hoạt động của cơ thể đều được các thụ thể, tức receptors, nhận và mã hóa thành các dạng dòng điện với tần số khác nhau và truyền đến não thông qua các dây thần kinh. Từ đó não phiên dịch ra rồi phản hồi phù hợp. Dù bạn đang làm chuyện đơn giản như ngắm nhìn cái ly nước màu xanh của mình, hay là bạn với tay ra lấy nó rồi ngửa cổ uống ừng ực, cho đến việc bạn nghe thấy tiếng chó sủa nhà hàng xóm rồi nghĩ xem có nên đi mách bàn quản lý chung cư rằng nhà họ nuôi chó hay không. Tất cả đều được tạo ra thông qua các tín hiệu điện. Điều này dẫn tới việc decode bộ não, tức là ta sẽ tìm hiểu khu nào của não chịu trách nhiệm cho việc gì, sợi dây thần kinh nào chịu trách nhiệm cho việc gì, cụm nhân neuron nào quản lý cái gì. Đây là một nhiệm vụ vừa mê hoặc vừa tuyệt vọng của các nhà khoa học thần kinh. Nó giống như tham vọng bay về phía mặt trời bằng đôi cánh bằng sáp của Icarus vậy. Bởi vì thứ mà chúng ta dùng để nghiên cứu về bộ não chính là bộ não. Thật là kỳ cục. Lá gan đâu có tự nghiên cứu về nó, trái tim đâu có tự nghiên cứu về nó, quả thận cũng đâu có tự nghiên cứu về bản thân mình. Hà cớ sao bộ não lại tự phải nghiên cứu về nó? Điều này tạo thành một hiện tượng kỳ quặc, nguy hiểm và đầy quyến rũ. Giả dụ nếu một ngày nọ chúng ta hoàn toàn có thể decode được cách mà bộ não hoạt động, việc này cũng tương đương với việc khám phá toàn bộ đại dương hay là khám phá toàn bộ vũ trụ, thì lúc đó sẽ có hai viễn cảnh xảy ra: hoặc là chúng ta tự hủy hoại chính mình, hoặc chúng ta trở thành thần. Tại sao lại như vậy? Đơn cử nha, Neuralink của Elon Musk nêu cao sứ mệnh của họ là giúp các bệnh nhân bị liệt tứ chi, không thể cử động toàn thân, điều khiển máy tính chỉ bằng suy nghĩ của họ. Nhiệm vụ này được tách nhỏ ra thành decode các đường dẫn thần kinh liên quan đến việc vận động. Ví dụ như khi bạn dùng ngón tay vuốt màn hình xuống, thì bây giờ nếu Neuralink làm được sứ mệnh của họ, bạn chỉ cần nghĩ tới việc kéo màn hình xuống là màn hình tự kéo xuống. Họ làm điều này bằng cách cấy chip vào các đoạn của dây thần kinh liên quan đến đường dẫn thần kinh vận động, và chip sẽ tự decode các tín hiệu thần kinh rồi gửi nó đến máy tính. Vì liên quan đến Elon Musk nên sứ mệnh nào nghe cũng như một giấc mơ.
Nhưng cái sứ mệnh này mà được hoàn thành thì thực sự chẳng khác gì Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng. Bước chân nhỏ của một con người nhưng là bước tiến lớn của nhân loại. Bởi vì, hãy tưởng tượng, nếu chúng ta decode được thần kinh vận động thì việc gì chúng ta phải động tay nữa? Các tác giả nghĩ về đoạn văn và máy tính sẽ tự động gõ. Nếu có thể dùng ý nghĩ để lăn chuột thì sao không gắn hệ thống bay lượn giống như flying cam vào những thứ xung quanh nhỉ? Làm như vậy thì khi chúng ta cần tới, chỉ cần hô lại đây chìa khóa và thế là xong, nó sẽ tự động bay đến tầm tay chúng ta. Thật sự là một sự cứu rỗi cho những người dành phần nửa tuổi thanh xuân để đi tìm chìa khóa. Hoặc là khi chúng ta nghĩ về ai đó và điện thoại sẽ tự động kết nối luôn. Mà đến lúc đấy có khi chúng ta đã cấy luôn điện thoại vào đầu mình rồi. Và thế là tôi và bạn sẽ trở thành các giáo sư X khi có thể truyền ý nghĩa cho nhau. Viễn cảnh đó, đối với những người đang vật lộn với mớ dây nhợ thần kinh lằn ngoằn rối rắm, là một giấc mơ hơi bị viển vông. Có một điều khá ngược ngạo trong việc tạo ra các cỗ máy thông minh, đó là những nhiệm vụ càng phức tạp với con người thì càng dễ dàng với máy tính. Và ngược lại, những nhiệm vụ mà chúng ta coi thường vô cùng lại gần như bất khả thi hoặc rất nặng nề. Máy tính có thể tính ra các phép tính đơn vị hàng tỷ trong một sát na, nhưng rất khó để một cái máy nhận ra chữ A viết tay chính là chữ A. Trong khi đó, những người biết chữ có thể làm được điều này mà không cần huấn luyện. Con người khi đặt dưới góc độ máy móc hóa là một cỗ máy tinh vi, phức tạp và có nhiều điểm quá dị mà chúng ta không ngờ tới được. Ví dụ sơ bộ, hãy ngắm nhìn cấu tạo của phần tai trong. Đây là nơi các sóng âm thanh được chuyển thành các tín hiệu điện truyền tới não và nơi giữ cho chúng ta có thể đi, đứng, ngồi một cách thăng bằng. Nó thật đẹp, đẹp một cách vô cùng quá dị. Khi học Medical Neuroscience, theo thống kê trực giác của chính tôi, câu nói mà tôi nghe được nhiều nhất là hiện giờ chúng ta vẫn chưa rõ ràng. Nghĩa là bộ não cũng giống như vũ trụ, chúng ta không biết chắc chắn một điều gì. Có một hiện tượng thường xuyên xuất hiện trong giới khoa học não là một nhà khoa học não khám phá ra công năng của một vùng não, và cả giới khoa học ăn mừng vì chúng ta cũng đã decode được một phần não nào đó. Nhưng rồi, sau đó vài năm đến vài chục năm thì một người khác tung ra bằng chứng phủ nhận điều đó, mà bằng chứng vô cùng xác đáng mới đau. Thế là ta lại quay về vạch xuất phát. Ví dụ như nghiên cứu về hạch hạnh nhân hay từ gốc là amygdala, đây là thứ được xem là ngôi nhà của sự sợ hãi. Cụ thể, nghiên cứu như sau. Một phụ nữ được gọi là A mắc một căn bệnh di truyền. Amygdala của cô dần dần bị teo nhỏ và mất đi trong quá trình trưởng thành. Căn bệnh này được gọi là bệnh Urbach-Witter. Nhìn chung, A đã và vẫn khỏe mạnh về mặt tinh thần và cô có trí thông minh bình thường. Thế nhưng, trong các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm, người ta phát hiện ra rằng mối quan hệ của cô ấy với nỗi sợ hãi dường như khá bất thường. Các nhà khoa học cho cô ấy xem các bộ phim kinh dị như The Shining và The Silence of the Lambs, đưa cho cô những con rắn và nhện còn sống. Họ thậm chí còn đưa cô đến một ngôi nhà ma, nhưng cô nói rằng bản thân không hề cảm thấy sợ hãi. Khi người ta đưa cho A những tấm hình với cấu hình gương mặt có đôi mắt mở to trong bộ hình ảnh của phương pháp cảm xúc cơ bản, cô ấy khó mà phân biệt được tấm nào là sợ hãi. Tuy thế, A vẫn có thể cảm nhận được những cảm xúc khác như vui vẻ, buồn bã, tức giận một cách bình thường. Các nhà khoa học đã thất bại trong việc dạy cho A cảm thấy sợ hãi. Họ sử dụng một quy trình thông dụng có tên gọi là học cách sợ. Họ cho cô xem một bức tranh, rồi ngay lập tức thổi một tiếng kèn lớn có cường độ 100 decibel để làm cô giật mình. Âm thanh này vốn sẽ kích thích phản xạ sợ hãi trong A nếu cô ấy có loại phản xạ này. Trong lúc đó, họ cũng đo đạc độ dẫn điện trên da của A, thứ mà nhiều nhà khoa học tin rằng là thước đo mức độ sợ hãi và có liên quan đến hoạt động của amygdala. Sau nhiều lần cho cô xem bức ảnh và nghe tiếng kèn, họ chỉ đưa cho A bức ảnh rồi đo phản ứng của cô ấy. Những người có amygdala còn nguyên vẹn sẽ học cách liên kết hình ảnh với âm thanh khiến họ giật mình. Vì vậy, nếu chỉ cần cho họ xem hình ảnh, não của họ sẽ dự đoán tiếng kèn và độ dẫn điện trên da của họ sẽ tăng lên. Nhưng dù các nhà khoa học đã liên kết bức tranh với tiếng kèn bao nhiêu lần, độ dẫn điện trên da của A vẫn không tăng lên khi cô chỉ nhìn thấy bức ảnh. Các nhà thí nghiệm đã kết luận rằng A không thể nào học được cách sợ hãi những thứ mới mẻ. Nói chung, A không hề sợ hãi bất kỳ thứ gì. Và lý do có lẽ là nằm ở amygdala bị tổn thương của cô. Từ việc này và những bằng chứng tương tự, các nhà khoa học đã kết luận rằng một amygdala khỏe mạnh sẽ đóng vai trò là trung tâm của não bộ để phân tích và nhận ra cảm xúc sợ hãi. Nhưng sau đó, có một điều buồn cười đã xảy ra.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng A có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tư thế cơ thể của người khác, và cô cũng nghe ra được nỗi sợ hãi từ giọng nói của họ. Họ thậm chí có thể tìm ra một cách khiến A cảm thấy kinh hoàng, đó là yêu cầu cô hít loại không khí có nhiều CO2. Khi không còn giữ được mức độ oxy bình thường, A trở nên hoảng loạn. Do đó, A hoàn toàn có thể cảm thấy và cảm nhận được nỗi sợ hãi trong một số tình huống mà không cần đến amygdala của cô ấy. Nếu một mình A là chưa đủ dẫn chứng, thì chúng ta vẫn còn thí nghiệm trên một cặp sinh đôi giống hệt nhau. Họ cùng bị mất amygdala vì bệnh Urbach-Witter. Cả hai đều mắc bệnh này từ năm 12 tuổi. Họ có trí thông minh bình thường và học đến trung học. Mặc dù có DNA giống hệt nhau, có mức độ tổn thương não như nhau và sống trong một môi trường giống nhau từ nhỏ đến lớn, cặp song sinh này có phản ứng rất khác nhau đối với nỗi sợ hãi. Một người, tạm gọi là B, thì khá giống với A. Cô bị thiếu hụt sự sợ hãi, nhưng vẫn có thể trải nghiệm nỗi sợ khi hít loại không khí nhiều CO2. Người còn lại, tạm gọi là C, thì có phản ứng bình thường đối với nỗi sợ hãi. Những mạng lưới khác trong não bộ đã thay thế cho amygdala của cô ấy. Vì thế, chúng ta có một cặp song sinh DNA giống hệt nhau, cùng chịu một tổn thương não bộ giống hệt nhau, sống trong một môi trường rất giống nhau. Nhưng một người thì bị thiếu hụt cảm giác sợ hãi và người còn lại thì không. Có thể nói là tham vọng decode hoàn toàn não bộ hoặc chí ít là một phần của nó cho đến nay vẫn khá là vô vọng. Nhưng dù sao thì thành quả của các nhà khoa học não đạt được gần như đã là một phép màu rồi. Họ phân tách từng hoạt động nhỏ nhất, ví dụ như nghiêng đầu về bên phải, thành các hoạt động siêu tinh vi ở cấp độ tế bào. Tinh vi tới nỗi người ta suýt xoa không tin nổi. Và tìm hiểu về những cơ chế đó là một điều vô cùng hấp dẫn. Cũng có thể nói là thư giãn nữa. Thư giãn tới mức nó gần như là một lối giải thoát tinh thần cho những người gặp vấn đề gì đó về tâm lý. Bạn thử tưởng tượng xem, khi mình tức giận tới mức muốn đập phá cấu xé thứ gì đó, đột nhiên mình phát hiện ra rằng hẳn là do một loại chất dẫn truyền thần kinh neurotransmitter đang tác oai tác quái trong đầu mình. Suy nghĩ này lập tức khiến mình dịu đi khỏi cơn tức giận. Bạn có thể tự quan sát rằng tim mình đang đập nhanh, mình đang thở gấp, cả người mình như có một lực đẩy về phía trước. Và nếu đủ hiểu về các pathway và các hệ thần kinh giao cảm sympathetic và parasympathetic, thì chúng ta có thể tách ra khỏi chính mình để quan sát chính mình. Đây là hiện tượng gọi là mindfulness, hay dịch ra là tâm thức. Hiện tượng này gắn với khoa học, có cơ sở hẳn hoi, nên chúng ta sẽ dễ dàng tin tưởng hơn so với các chia sẻ trải nghiệm chủ quan của người từng trải. Các sự thật khoa học khách quan sẽ xoa dịu và trấn an sự hoài nghi của những con người đòi hỏi bằng chứng cho tất cả mọi thứ. Hãy tưởng tượng một hiện tượng hay gặp trong xã hội dư thừa vật chất hiện tại, đó là chứng nghiện. Chúng ta nghiện đủ mọi thứ, từ thuốc, chất cấm, nghiện mạng xã hội, nghiện đọc truyện online, nghiện ăn, nghiện trà sữa, nghiện xem phim, nghiện xem các show thực tế, nghiện idol, nghiện mua sắm. Nếu bạn cảm thấy không vướng phải bất kỳ thứ nào trong danh sách này, thì hoặc là bạn là thành phần hiếm có, hoặc là danh sách của tôi chưa đủ mà thôi. Và để cai nghiện bất kỳ thứ gì, tâm thức là một bước cực kỳ quan trọng. Khi bạn hiểu rằng hành vi nghiện của mình đến từ việc não sẽ sản sinh dopamine cực nhiều trong quá trình thực hiện hành vi đó, thì mỗi lần ngứa tay ngứa chân muốn thực hiện hành vi đó, bạn sẽ tự nhắc rằng chẳng qua là do dopamine thôi và mình hoàn toàn có thể kiểm soát việc này. Hay nói cách khác, ta dùng chính dopamine để kiểm soát dopamine. Nói về cái cách mà bộ não và các tay chân của nó nhận biết về thế giới xung quanh chúng ta rồi qua điều khiển chúng ta thì còn rất dài và phức tạp. Thế nhưng, đó sẽ là một chủ đề của những video khác. Còn nội dung của video này thì xin được tạm dừng ở đây. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy like, share, subscribe kênh YouTube của Spyroom. Đồng thời bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.